gian dùng, tự nhiên lại rồi. Tự nhiên đi vệ sinh mà những cái thùng cấm cố đàn áp không cho tù nhân đổ thùng vệ sinh. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần. Có một lần là 53 ngày không được đổ thùng vệ sinh. Phân và nước tiểu cứ bê bết trên mình của người tù tràn ra cả hành lang. Trưa nắng người ô uế dưới sông lên, ngồi nắng to tiếp rồi xi măng khắc xuống. Quậy những thùng phi nước phân tát vào người tù đàn áp. Tù nhân bị cấm cố lâu ngày, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu rau xanh, sinh ra bệnh đen chân. Đen từ chân đen lên, đen quá đó người tù chết. Trong tù này bắt được một con chuột non và một con thằn lằn, ăn sống con đã vào vết đen nó hạ xuống rất là nhanh. Sân trại trưởng trại ta ra lệnh nhổ toàn bộ cỏ. Đi đổ thùng vệ sinh thấy ngọn cỏ nào dú lên mặt đất, người tù ngắt cho vào miệng ngay. Trưởng trại ta đến đập chúa nhũ tù nhân xuống để kêu nhả ra. Đây là cỏ chính phủ, đây là cỏ quốc gia, không chào cờ chính phủ, không chào cờ quốc gia, không được ăn cỏ. Mỗi ngày hai lon nước, sáng một lon, về chiều một lon, đấu tranh rồi tắm giặt, mỗi khu một cái giếng, bố trí một vàng trật tự xung quanh giếng. Vừa tắm nước vừa tắm roi, vừa tắm vừa đánh tù nhân. Có những người cấm cố lâu ngày kiệt sức, bò lết ra tới miệng giếng thì ngất xỉu. Những người bạn tù kiên vào không có chật nước nào. Nếu như ở trại Phú Hải là nơi mở đầu cho 113 năm địa ngục trần gian, chính tại trại Phú Bình này là nơi đầu tiên kết thúc. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, hay tin Sài Gòn có biến động, chú đạo cuối cùng tên là Lâm Hữu Phương tự lấy xe chở vợ con lên trên khu Bến Lầm, khu vực cảng Bến Lầm cách đây 15 km, ngay dưới hầm đò đậu ngoài khơi nước đi nước ngoài. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, người nắm quyền cao nhất còn lại trên con đảo là đại úy Phạm Quỳnh Trung, chỉ huy phó đặc khu Côn Sơn. Ông ta tổ chức cuộc họp giữa ông với bọn ghét ngục ép ông ở trên côn đảo lại. Ông dự định thủ tiêu tù chính trị vào giờ chót. Trước đó Mỹ Ngụy đã chuyển ra côn đảo trên 200 thùng lựu đạn. Chúng dự định là một phòng giam tập thể, một xà lim, một chuồng cọp, bao nhiêu quả lựu đạn chúng đã tính hết. Cuộc họp chưa đi đến kết thúc thì nghe trên đài là Dương Văn Minh đầu hàng, Sài Gòn đã được giải phóng. Họ mới hoang mang, họ tháo chạy. 23 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, trưởng trại trại giam này y ta thấy không ổn, y ta cầm chùm chìa khóa giao cho tù chính trị tự mở cửa giải phóng. Toàn bộ trại này mở cửa khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Ngày giải phóng, côn đảo có 7.448 tù nhân. Và theo ước tính, trong 113 năm có khoảng 200.000 lượt tù nhân đã chuyển ra côn đảo. 20.000 người, 2 vạn người đã vĩnh viễn yên nghỉ tại côn đảo. Bây giờ đoàn hội đồng nhân dân ta ra xe ta biến nghĩa trang Hiền Dương, nơi an nghỉ của hai vạn chiến sĩ và đồng bào yêu nước. Các đoàn khác nếu không đi nghĩa trang Hiền Dương thì đến đây xin phép được kết thúc. Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả mọi người.